Trong một phát biểu vào tuần trước khi được cánh báo chí hỏi về cơ hội đoạt danh hiệu của bóng vàng trong năm nay, tiền đạo của câu lạc bộ Bayern Munich Robert Lewandowski đã thẳng thắn thừa nhận: "Sau những gì đã diễn ra tại Copa America, tôi biết sẽ càng khó để mình có cơ hội giành được quả bóng vàng trong năm nay. Thế nhưng tôi không hề buồn bởi nó sẽ được trao vào tay của cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử túc cầu", chân sút người Ba Lan cho biết. Có thể coi đây là một lời nhận xét lột tả được tất cả những gì đã diễn ra tính đến thời điểm hiện tại của năm 2021. Sẽ có rất nhiều những người cảm thấy nuối tiếc cho Lewandowski khi anh đã có một năm thi đấu rất thành công và xuất sắc xét trên khía cạnh cá nhân. Nhưng nếu nhìn những màn trình diễn của Lionel Messi ở giải đấu Copa America vừa qua, chừng đó thôi có lẽ vẫn là chưa đủ để Robert có thể nghĩ về viễn cảnh lật đổ siêu sao người Argentina ở các giải thưởng cá nhân vào cuối năm này. Nói thế không phải nhằm phủ nhận đi những gì mà Lewandowski đã làm được trong suốt quãng thời gian dài đã qua, mà chỉ bởi một lý do: Messi đang quá hay và dường như không thể bị ngăn cản vào lúc này. Phần đông những người trong số chúng ta, hay đúng hơn là các khán giả trung lập, thấy tiếc cho cầu thủ đang đầu quân cho Bayern Munich là điều khó tránh khỏi, nhất là khi nhìn lại thành tích cũng như con số thống kê của Lewandowski trong vòng 2 năm trở lại đây. Tất cả chúng ta từng được chứng kiến một Lewandowski thi đấu thăng hoa như thế nào ở mùa giải cuối cùng khi anh còn khoác áo của Dortmund, đặc biệt ở cú poker ghi được vào lưới Real Madrid ở bán kết Champions League mùa 2012-2013. Đó là một Lewandowski đang ở những năm tháng sung sức nhất của sự nghiệp và khiến cho cả thế giới phải phát sốt với tần suất nhả đạn kinh khủng của mình. Phong độ đỉnh cao đó đã phần nào được Lewandowski tái hiện lại trong hai mùa giải gần đây nhất. Một Lewandowski ở phiên bản tốt nhất, hoàn thiện ở mọi kỹ năng cần có của một trung phong cắm đã được anh trình diễn đến với tất cả những khán giả hâm mộ của túc cầu giáo. Mùa giải 2019-2020 là một minh chứng khi phong độ của Lewandowski chỉ có đi lên chứ không hề có dấu hiệu giảm sút. Tại Bundesliga, anh đoạt ngôi vua phá lưới với 34 bàn thắng và góp công không nhỏ giúp cho Bayern Munich lên ngôi vô địch một cách hoàn toàn xứng đáng. Còn ở Champions League, Lewandowski cũng là nhân tố chủ chốt trên hành trình chinh phục chiếc cúp tài to lần thứ 6 trong lịch sử của đội bóng xứ Bavaria với 15 bàn thắng ghi được sau 10 trận đấu. Con số này chỉ thua kém đúng thành tích của Cristiano Ronaldo về số bàn thắng có được trong một mùa giải Champions League ở mùa giải 2013-2014 với 17 pha lập công. Tính ra, sau 47 trận đã thi đấu ở mùa bóng 2019-2020, Lewandowski đã bỏ túi cho riêng anh đến 55 bàn thắng trên mọi đấu trường. Một con số thật sự cực kỳ khó tin với một cầu thủ đã bước qua tuổi 30 và được cho là khó lòng có thể duy trì được hiệu suất làm bàn ổn định như nhiều năm về trước. Nhưng anh đã đập tan mọi sự nghi ngờ đó khi đã trải qua một trong những mùa giải hay nhất trong sự nghiệp của mình từ trước đến nay. Một năm 2020 có thể được đánh giá là mỹ mãn của Lewandowski khi ngoài những kỷ lục bàn thắng có được, anh còn rất thành công ở trên phương diện tập thể với cú ăn 6 danh hiệu cùng Bayern Munich ở mùa giải 2019-2020. Ngoài chức vô địch ở Bundesliga cũng như Champions League như đã đề cập ở trên, thì Lewandowski và các đồng đội còn có thêm 4 danh hiệu lớn nhỏ khác ở Cúp Quốc gia Đức, Siêu Cúp Đức, Siêu Cúp Châu Âu và cả FIFA Club World Cup diễn ra ở Qatar. Với tất cả những chiến công đó, một phần thưởng hoàn toàn xứng đáng khi anh đã có những lần đầu tiên giành lấy danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu ở mùa giải 2019-2020 cũng như danh hiệu FIFA The Best, vượt mặt những ứng viên nặng ký khác như bộ đôi Messi, Ronaldo hay Kevin De Bruyne. Nhưng chừng đó thôi có lẽ vẫn chưa thể khiến cho Lewandowski cảm thấy hài lòng. Anh đã không ngừng nghĩ về viễn cảnh có lần đầu tiên trong sự nghiệp giành được danh hiệu của bóng vàng thế giới trong một năm mà cả Messi và Ronaldo đều thi đấu không được đúng như kỳ vọng. Nhưng cuối cùng, giải thưởng danh giá này lại bị hủy và không thể diễn ra đúng như kế hoạch ban đầu với lý do là nhằm hạn chế những ảnh hưởng của dịch bệnh. Rõ ràng đây là một thông tin gây ra sự hụt hẫng rất lớn cho Lewandowski. Anh không giấu nổi sự thất vọng khi tất cả đều đã chắc rằng nếu như giải thưởng này vẫn được diễn ra như bình thường thì phần thắng chung cuộc sẽ rất khó để thoát được khỏi tay của chân sút người Ba Lan. Điều đó sẽ càng thôi thúc và tạo quyết tâm lớn hơn cho Lewandowski khi bước vào mùa giải năm nay. Cựu sao của Dortmund vẫn duy trì được một hiệu suất ghi bàn hết sức đáng nể với 48 bàn sau 40 trận ra sân trên tất cả các mặt trận mà anh đã tham gia. Trong đấy có đến 41 bàn là đến ở Bundesliga, phá kỷ lục từng được tạo ra trước đó bởi huyền thoại Gerd Müller, qua đó ám luôn danh hiệu trước giày vàng châu Âu mùa giải 2020-2021. Nhưng có thể nói, mùa giải vừa qua đã diễn ra không được thật sự trọn vẹn với Lewandowski. Anh có nửa đầu mùa giải thi đấu cực kỳ thăng hoa và bùng nổ, còn Bayern Munich thì tỏ ra không có đối thủ ở cả hai mặt trận chính là Bundesliga và Champions League. Nhưng lại thêm một lần nữa, số phận lại ngoảnh mặt và như đang muốn trêu người anh vậy. Đúng vào lúc đang thi đấu rất vào form và mùa giải cũng đang đi đến những khúc cua quyết định thì tiền đạo 32 tuổi này lại bất ngờ gặp chấn thương gân khuèo khi trở về phục vụ đội tuyển quốc gia hồi cuối tháng 3 vừa qua. Anh mất hơn một tháng để hồi phục, qua đó bỏ lỡ hai lượt trận tứ kết Champions League với Paris Saint-Germain và đội bóng của anh cũng trở thành các nhà cựu vô địch giải đấu.
Đến vòng chung kết Euro 2020 mới kết thúc cách đây chưa lâu, Lewandowski cũng đã có một giải đấu tương đối tốt với 3 bàn thắng ghi được tại vòng bảng, nhưng vẫn là chưa đủ để giúp cho đội tuyển Ba Lan tạo nên một điều gì đó thật sự đặc biệt, khi xung quanh anh là những vệ tinh có trình độ còn nhiều điểm hạn chế và không có sự tương xứng về đẳng cấp so với tiền đạo của Bayern Munich. Những thất bại đó cả trong màu áo câu lạc bộ lẫn từ quốc gia tại những sân chơi lớn có thể sẽ là điểm kết cho năm 2021 của Lewandowski, khi giờ đây anh đã bị bỏ lại phía sau với một khoảng cách tương đối rõ ràng so với các đối thủ cạnh tranh ở hạng mục cá nhân trong năm nay. Ở độ tuổi 32, Lewandowski rõ ràng quá no nê với bộ sưu tập các danh hiệu tập thể với câu lạc bộ Bayern Munich, từ những mặt trận danh giá nhất như Bundesliga hay Champions League cho đến những chức cúp ở các giải đấu nhỏ hơn. Tiền đạo người Ba Lan đã có đủ cả. Thứ anh thiếu ở thời điểm hiện tại để khiến cho sự nghiệp trở nên viên mãn và lung linh hơn, đó là một danh hiệu cá nhân cao quý, nói thẳng ra là quả bóng vàng thế giới. Liệu Lewandowski có nghĩ đến điều này, có thật sự tỏ ra sốt sắng với tương lai của chính anh? Có lẽ là có, khi ngoài những chức cúp tập thể ra thì anh cũng rất cần những danh hiệu cho riêng cá nhân anh để được tất cả thừa nhận về tài năng và đẳng cấp thật sự của chân sút 32 tuổi, như những gì mà Messi hay Ronaldo đã từng có được. Câu hỏi lớn nhất được đặt ra lúc này với Lewandowski là sau khi đã có đủ mọi vinh quang có thể đạt được với hùm xám xứ Bavaria, liệu anh có đủ can đảm và dũng khí để bước ra khỏi vùng an toàn đó không? Có thể rời khỏi nơi đã trở nên quá đỗi quen thuộc với anh trong rất nhiều năm qua, bước đến một chân trời mới và chinh phục những mảnh ghép còn thiếu như đã nêu ở trên hay không? Từ Dortmund rồi Bayern Munich, Lewandowski đã dành gần như toàn bộ sự nghiệp để chơi bóng ở Bundesliga, giải đấu mà anh luôn thể hiện được sự vượt trội so với mặt bằng chung của các cầu thủ khác. Con số 6 lần giành danh hiệu vua phá lưới Bundesliga đã phần nào cho thấy điều đó. Khi những năm tháng đỉnh cao phía trước của anh không còn nhiều, đây có lẽ là thời điểm thích hợp cho Lewandowski rời đi để tìm kiếm những động lực và khát khao chiến thắng mới. Mặt khác, anh cũng tỏ ra rất hứng thú với việc được trải nghiệm tại một môi trường bóng đá mới, có sức cạnh tranh và ganh đua khốc liệt hơn. Premier League đang nổi lên như là một trong những bến đỗ tiềm năng nhất dành cho Lewandowski vào lúc này. Trong những ngày gần đây đã xuất hiện không ít những tin đồn liên quan đến tương lai của Robert Lewandowski. Mục tiêu của Bayern Munich vẫn sẽ là cố gắng giữ anh lại khi đội bóng xứ Bavaria vẫn đang tỏ ra khá im ắng trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay và chưa sẵn sàng cho một tương lai không có chân sút người Ba Lan. Nhưng nếu nhận được một lời đề nghị hợp lý, theo tờ Bild của Đức là từ khoảng 50 tới 60 triệu euro, vì anh chỉ còn 2 năm trong hợp đồng với đội chủ sân Allianz Arena, thì không loại trừ khả năng ban lãnh đạo Bayern Munich sẽ để anh chuyển đến một đội bóng mới. Đã không ít lần trước đây, Lewandowski bày tỏ mong muốn có cơ hội được hít thở bầu không khí của ngoại Anh, và ở thời điểm này, các đội bóng tại xứ sở sương mù cũng chính là những câu lạc bộ có quyết tâm lớn nhất trong việc chiêu mộ được chân sút người Ba Lan ở cử chuyển nhượng mùa hè. Rất nhiều tờ báo Anh, từ Daily Mail cho đến The Guardian, đều đồng loạt đưa tin trong những ngày gần đây rằng Man City đang là ứng cử viên sáng giá nhất để ký hợp đồng với Lewandowski vào hè năm nay. Thời gian qua, The Citizen rất quan tâm đến việc chiêu mộ Harry Kane từ Tottenham, nhưng mức giá 150 triệu euro mà Spurs đưa ra đang khiến cho đội chủ sân Etihad buộc phải suy tính lại khi họ khó lòng có thể bỏ ra một số tiền lớn đến như thế trong thời buổi dịch bệnh như hiện nay. Vì thế, các nhà đương kim vô địch Premier League mùa trước đang tính đến phương án hỏi mua Lewandowski trong thời gian ngắn hạn khi tiền đạo cao 1m85 này vẫn có thể đảm bảo được phong độ đỉnh cao trong ít nhất 1 đến 2 năm tới. Mặt khác, mối quan hệ thân thiết của Lewandowski với huấn luyện viên Pep Guardiola khi cả hai từng có quãng thời gian làm việc cùng nhau ở Bayern có thể sẽ là một đòn bẩy quan trọng để thương vụ được xúc tiến thuận lợi hơn trong thời gian tới. Chelsea cũng là một đội bóng Anh khác đang rất quan tâm đến việc sở hữu tiền đạo người Ba Lan này khi The Blue cũng đang gặp khó khăn trong việc chiêu mộ chân sút trẻ Erling Haaland, người được Dortmund hét giá đến khoảng 150 triệu euro tiền mặt. Cả Chelsea lẫn Man City đều đang là hai đội bóng đang rất cần có thêm một tiền đạo chất lượng nữa để hoàn thiện đội hình chuẩn bị cho mùa giải mới 2021-2022. Vì lẽ đó, Lewandowski sẽ là một sự bổ sung không thể tuyệt vời hơn cho cả hai về một trong những mẫu trung phong toàn diện bậc nhất thế giới lúc này. Sẽ rất khó để nói đâu là bến đỗ phù hợp nhất dành cho Lewandowski ở thời điểm này, nhưng về mặt cá nhân, tôi cho rằng Man City có thể sẽ là một điểm đến lý tưởng hơn khi anh sẽ có cơ hội tái ngộ ông thầy cũ Pep Guardiola. Thêm nữa, The Citizen cũng đang thiếu một chân sút thật sự đẳng cấp để hiện thực hóa giấc mơ Champions League còn đang dang dở của mình.